dù đã được các cơ quan có thẩm quyền đồng ý để các trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam được diễn ra trên sân Mỹ Đình, nhưng phía Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được một yêu cầu của FIFA và AFC. Cụ thể, Việt Nam phải chọn một sân nhà dự phòng trong trường hợp có bất cứ biến cố gì xảy ra. VFF phản hồi về vấn đề này trước ngày 16 tháng 7. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, sân nhà dự phòng của Việt Nam vẫn chưa được công bố. Đại diện VFF cho biết, hiện tại VFF chưa chốt sẽ lấy sân nhà dự phòng là ở đâu. Tuy nhiên, chúng tôi đã có cho mình những sự lựa chọn. Chúng tôi không thể tiết lộ ngay bây giờ nhưng sẽ cố gắng hết sức để đem lại lợi thế tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 23 tháng 8 để chuẩn bị cho hai trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ diễn ra vào tháng 9. Hai đối thủ đầu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là đội tuyển Ả Rập Xê Út và đội tuyển Australia. Trang Football Ranking đã dựa theo những tính toán giả lập để dự đoán kết quả của các đội bóng tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Kết quả này dựa trên 10.000 lần mô phỏng với những phép tính khá phức tạp. Trong đó, siêu máy tính đã đưa ra dự đoán về tỷ lệ giành các vị trí của 12 đội bóng tham dự. Theo đó, ở bảng B, đội tuyển Việt Nam có nguy cơ cao xếp cuối bảng với tỷ lệ lên đến 48,29%, tỷ lệ nguy cơ của Trung Quốc là 22,03% và Oman là 22,29%. Ba đội bóng thuộc nhóm hạt giống gồm Nhật Bản có tỷ lệ 0,28%, Australia 0,63% và Ả Rập Xê Út 6,51%. Trang này cũng dự đoán khả năng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo xếp đầu bảng là 0,31%, Trung Quốc là 1,71% và Oman là 1,64%. Khả năng đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo xếp thứ hai là 1,97%, thứ ba là 6,5%, thứ tư là 15,5% và thứ năm là 27,46%. Trước tin đồn thủ thành Philip Nguyễn đã có quốc tịch Việt Nam, lãnh đạo Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực Bộ Tư pháp khẳng định thông tin này là không chính xác. Theo luật quốc tịch, người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp, nơi cư trú. Trong khi đó, Philip Nguyễn chưa bao giờ cư trú ở Việt Nam. Đây chính là khó khăn lớn nhất trong việc xem xét chấp thuận nhập tịch cho thủ môn này. Luật hiện hành không có quy định cho phép Bộ Tư pháp hay Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện nhận hồ sơ xin nhập quốc tịch. Ngoài ra, người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có thẻ thường trú tại Việt Nam do cơ quan công an cấp. Theo quy định đó, cầu thủ Philip Nguyễn không đáp ứng được yêu cầu điều kiện này nên từ năm 2017 đã bị Bộ Tư pháp trả lại hồ sơ. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã liên hệ hỏi về thủ tục và đã được Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực Bộ Tư pháp hướng dẫn rồi. Nhưng suốt một năm qua cho đến nay thì chúng tôi không thấy thông tin gì nữa, đại diện Bộ Tư pháp chia sẻ với một tờ báo của Việt Nam. Mới đây, khi được truyền thông hỏi về vấn đề nhân sự trên băng ghế huấn luyện của đội tuyển Thái Lan, Messi Thái cũng thẳng thắn nêu quan điểm cá nhân của mình. Tiền vệ sinh năm 1993 cho rằng, có nhiều huấn luyện viên nội đủ sức dẫn dắt vòi chiến, anh khuyên FAT để ưu tiên cho những người này. Chanathip đưa ra 4 lý do. Đầu tiên, huấn luyện viên Thái Lan rất giỏi và có nhiều tiềm năng. Có thể kể tới một số chiến lược gia như Kiatisuk, Tachatawan, Tusit hay Rangsan Wiwatachok. Nhiều đội tuyển quốc gia trên thế giới hiện nay cũng sử dụng huấn luyện viên nội. Họ trước đây từng là cựu tuyển thủ của đội tuyển quốc gia đó. Thứ hai, mức lương của các huấn luyện viên Thái Lan đòi hỏi cũng không hề cao. Thứ ba, họ có được mối quan hệ tốt với các cầu thủ. Nó như mối liên hệ anh em trong nhà. Chính vì vậy, việc giao tiếp sẽ không thành vấn đề. Cuối cùng, vòi chiến cần được xây dựng theo phong cách riêng của người Thái. Tuy nhiên, hiện tại, FAT khẳng định họ chưa nghĩ đến việc tìm người thay ông Nishino. Hợp đồng của cả hai vẫn còn nửa năm. Mặt khác, hai trong bốn người mà Messi Thái tiến cử là Dusit và Kiatisuk cũng không mấy mặn mà với chiếc ghế này. Vẫn là câu chuyện về chiếc ghế nóng của đội tuyển Thái Lan. Hôm qua, huấn luyện viên Nishino đã quay lại xứ Chùa Vàng và đang cách ly y tế. Nhưng mọi chuyện dường như không êm thắm cho lắm. Chủ tịch FAT, ông Somiop Pumpumuang nóng lòng muốn đối thoại với đối tác của mình ngay trong thời gian này, chứ không cần chờ đợi đến khi ông Nishino cách ly y tế xong. Ông nói rõ rằng, việc huấn luyện viên trưởng vắng mặt trong một cuộc họp với liên đoàn sau mỗi chiến dịch là điều chưa từng có. Bản thân ông Nishino cũng chưa hề lên tiếng giải trình bất cứ điều gì với phía FAT. Ngược lại, cứ răm bữa nửa tháng, nhà cầm quân này lại chơi trò trốn tìm, khiến FAT nghi ngờ về độ chuyên nghiệp của người từng dự World Cup. Về phía huấn luyện viên Nishino, đại diện của vị huấn luyện viên này cho biết, ông Nishino từng mong chờ một cuộc gặp trực tiếp với FAT.
vì gặp trực tiếp sẽ thuận tiện hơn cho vị huấn luyện viên người Nhật Bản trong việc trình ra các tài liệu có liên quan mà ông Nishino cần giải trình. Mặc dù vậy, FAT hiện quyết định nói chuyện trực tuyến với huấn luyện viên Nishino từ khu cách ly y tế của ông này. Nếu V-League hoãn sang đầu tháng 3 năm 2022, các đội bóng không chỉ đối mặt với gánh nặng kinh tế mà còn đối mặt với việc có thể mất những trụ cột của mình. Có hai nhóm cầu thủ được quan tâm đặc biệt trên thị trường chuyển nhượng V-League. Đấy là các ngoại binh chất lượng và những đương kim tuyển thủ quốc gia. Số lượng nhóm này rất ít và luôn nằm trong ưu tiên chuyển nhượng của các câu lạc bộ. Một số ngôi sao sẽ hết hạn hợp đồng vào ngày 31 tháng 12 tới là Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, câu lạc bộ Viettel, Nguyễn Hải Huy, Than Quảng Ninh, hay một số ngoại binh như Olosa Mose, câu lạc bộ Hà Nội, Paulo Pinto, Thanh Hóa, Hendrio, Bình Định, Gustavo Santo, Quảng Ninh. Ngoài ra còn có Kim Dong Su và Washington Brandao của Hoàng Anh Gia Lai. Bộ đôi này sẽ kết thúc hợp đồng với đội bóng Phố Núi vào đầu tháng 1 năm 2022. Các câu lạc bộ sẽ gặp rắc rối lớn nếu họ quyết tâm ra đi. Đặc biệt với các ngoại binh, họ có thể hướng tới các giải đấu khác như Malaysia, Thái Lan. Những giải đấu của các quốc gia này đều có mức đãi ngộ cao, có nhiều suất thi đấu ở các giải AFC. Đó rõ ràng là điểm đến tiềm năng nếu các ngoại binh rời Việt Nam. Sau khi gặp khó trong việc theo đuổi Harry Kane, ba lãnh đạo Man City được cho là chuyển hướng tới các tiền đạo khác, gồm Cristiano Ronaldo. Theo Kanjo Mercato, đội ngũ trợ lý kỹ thuật của huấn luyện viên Pep Guardiola đang để mắt tới siêu sao người Bồ Đào Nha trên thị trường chuyển nhượng. Họ muốn có một cây san bằng đẳng cấp thay chỗ Sergio Aguero và Ronaldo là ứng cử viên phù hợp trong ngắn hạn. Ronaldo ghi 101 bàn và kiến tạo 22 lần sau 133 trận kể từ khi tới Italy. Nếu theo đuổi Ronaldo, Man City tiết kiệm được nhiều tiền chuyển nhượng nhưng gặp khó ở mức lương khổng lồ mà siêu sao này đang nhận. Juventus phải trả Ronaldo khoảng 33,5 triệu bảng mỗi mùa. Theo tờ Diario Sport của Tây Ban Nha, Barca đã đề nghị chiêu mộ Van de Beek. Đổi lại, họ có thể trả một khoản tiền kèm trung vệ Samuel Umtiti. Tuy nhiên, động thái chuyển nhượng này không được xúc tiến bởi Van de Beek không muốn đến sân Nou Camp. Theo truyền thông, tiền vệ Hà Lan muốn ở lại và cạnh tranh suất đá chính tại Manchester United. Nguồn tin thân cận với Van de Beek cho biết, anh hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng cho thử thách trong mùa giải mới. Van de Beek rời Ajax, gia nhập Manchester United hè 2020 với giá 54 triệu USD, ghi bàn ngay trận ra mắt gặp Crystal Palace, nhưng sau đó anh đã phải trải qua một mùa giải đầu tiên đầy khó khăn. Tại ngoại hạng Anh, tiền vệ 24 tuổi chỉ được đá chính 5 trận và 15 trận trên mọi đấu trường.